Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trang trọng tổ chức chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đóng góp công sức vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tới dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo các huyện, thành phố, đại biểu đoàn viên thanh niên ưu tú cùng 50 đại biểu là các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đại diện cho hàng ngàn người con ưu tú của Ninh Bình đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ôn lại truyền thống ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và những đóng góp của Ninh Bình trong chiến dịch cách đây 70 năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Hoàng Hà nêu rõ, trải qua 56 ngày đêm khuét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chiến dịch toàn thắng. Đây là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa trong thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Đây cũng là chiến thắng quyết định thắng lợi của ta trên mặt trận ngoại giao, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam. 70 năm trước, với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, quân và dân Ninh Bình đã dành mọi nguồn lực, công sức đóng góp cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Phong trào tổng quân nhập ngũ diễn ra sôi nổi, không ít lá đơn được viết bằng máu, hướng về Điện Biên diệt giặc giã thành lời hiệu triệu thiêng liêng, thấm đậm vào mỗi con tim tuổi trẻ. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1954, toàn tỉnh có 3.716 thanh niên nhập ngũ. Đến đầu năm 1954, đã có hàng chục nghìn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, có mặt khắp mọi nẻo đường, cùng tiến về Điện Biên. Họ đều mang trong mình truyền thống cố đô anh hùng, bầu nhiệt huyết cách mạng. Dù bom đạn, xương tan, thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh, họ đã sống đẹp, sống hết mình vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong quá trình chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Ninh Bình đã được Quốc hội, Chính phủ tặng thưởng 11.677 huân huy chương các loại, 3.426 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, có một huyện, 25 xã và hai cá nhân được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp. Trong không khí ấm áp nghĩa tình, cựu chiến binh Bùi Kim Thoa ở phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình đại diện cho những chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của tỉnh đã bồi hồi xúc động kể lại những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt những buổi thâu đêm kéo pháo và đào công sự. Những lần chia nhau điếu thuốc, xẻ nửa bát cơm, chiến đấu không biết mệt mỏi và hy sinh suốt 9 năm trời để làm nên một Điện Biên Phủ lịch sử, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Những âm vang của những trận chiến đấu ác liệt cùng đồng đội ở đồi A1, Him Lam, Mường Thanh, Bản Kéo là một bản hùng ca bất diệt. Những buổi thâu đêm đào hào kéo pháo vào, lại kéo pháo ra, và nấy thân mình chèn pháo, quyết không để pháo nan xuống vực, nấy thân mình lấp lỗ châu mai, chặn hỏa lực của địch để cho đồng đội xung phong tiến lên tiêu diệt quân thủ. Cùng những lúc chia nhau một điếu thuốc bẻ làm đôi, xẻ cho nhau nửa bát cơm, nhường cho nhau một ngụm nước, những kỷ niệm sâu sắc đó quả thật là những bức phim quay chậm, luôn đậm sâu sắc trong trái tim người lính Cụ Hồ. Nhờ những kỷ niệm hào hùng đó, nó đã giúp cho chúng tôi có thêm nghị lực rèn luyện để sau này có sức khỏe tham gia được chiến dịch 72 Quảng Trị và chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng vĩ đại.
Với niềm tự hào dân tộc, cựu chiến binh Bùi Kim Thoa sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống của người chiến sĩ cách mạng, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực sự là tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ học tập noi theo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Chào mừng chiến thắng dội vang xa, trẻ già trai gái cất tiếng ca, cùng nhau đoàn kết xây dựng tiếp Điện Biên lịch sử của chúng ta. Phát biểu cảm tưởng tại chương trình, em Lương Thu Hằng, học sinh 12 văn 1, trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình, đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào, sự tri ân, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự hy sinh xương máu của thế hệ cha anh để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do của nước nhà, đồng thời thể hiện ý chí khát vọng, nỗ lực vươn lên chinh phục những tầm cao trên hành trình trưởng thành và hứa sẽ ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trở thành một công dân tốt, đủ đức và tài, có trách nhiệm đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh. Phát biểu tại chương trình, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân tộc, linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ, khắc ghi và tri ân công ơn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhiều thế hệ đồng chí đồng bào yêu nước đã đóng góp máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí khẳng định. Các thế hệ người dân Ninh Bình đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Kết thúc cuộc chiến, nhiều người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã nằm lại và để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Máu xương của các anh, các chị đã hóa vào lòng đất mẹ để hôm nay đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Trở về cuộc sống đời thường, dù ở cương vị nào, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa vẫn giữ vững bản chất truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, truyền thống thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, tiếp tục đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước là tấm gương để con cháu noi theo. Thưa quý vị đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tròn 70 năm kể từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ khiến nhân loại kinh ngạc và thán phục, Việt Nam đã tiến một bước dài trên hành trình xây dựng cơ đồ quốc gia ngày càng thịnh vượng, cũng như nâng cao uy tín, vị thế dân tộc trên trường quốc tế. Hành trình đó, Ninh Bình đã và đang có những đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Đến nay, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sự trân trọng, biết ơn và gìn giữ những giá trị trường tồn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn là nguồn sức mạnh tinh thần, cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế liên tục tăng trưởng cao, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 90% GDP. Từ năm 2022 trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước. Các chỉ số về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính đều xếp trong nhóm 15 địa phương cao nhất. Ninh Bình luôn trong nhóm 15 điểm đến hàng đầu thế giới, nhóm 10 tỉnh có lượng khách đến cao nhất cả nước. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để người có công được tiếp cận, thụ hưởng tối đa chính sách an sinh xã hội, đời sống của người có công tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Để tiếp tục phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng chiến dịch Điện Biên Phủ trong giai đoạn mới, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là thứ nhất là thường xuyên chăm lo tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Thứ hai là làm tốt hơn nữa công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ, thông báo và tạo điều kiện cho gia đình người thân đến thăm viếng. Thứ ba là chú trọng công tác giáo dục truyền thống về lịch sử dân tộc
và thành quả cách mạng tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với đợt cao điểm chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Thứ năm, tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, huy động các nguồn lực xã hội, chung tay cùng cấp ủy chính quyền các cấp chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người có công và gia đình người có công. Nhân dịp này, tôi bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng các chiến sĩ Điện Biên năm xưa đang sinh sống trên địa bàn tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, tiếp tục đóng góp tâm sức của mình đối với các mặt công tác của địa phương, đồng thời là tấm gương sáng, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, giúp đỡ để lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh không ngừng lớn mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh. Thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí, 70 năm đã trôi qua, song tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn mãi trong ký ức và lịch sử hào hùng của dân tộc. Để thấy rằng chính khát vọng độc lập cháy bỏng và ý chí tự lực tự cường không đau núng đã trở thành cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta vùng lên chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Do đó, chỉ khi tinh thần yêu nước, ý chí tự cường được hun đúc trở thành ý chí và kim chỉ nam hành động trong mỗi người dân cố đô Hoa Lư, thì khi đấy mới tạo thành sức mạnh nội sinh vững chắc để Ninh Bình hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Nhân dịp này, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao quà tri ân của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tới các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng tại chương trình, các đại biểu đã được sống trong khí thế hào hùng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử cách đây 70 năm qua những hình ảnh sống động và chương trình nghệ thuật. Với nhiều tiết mục sâu lắng, ý nghĩa, chương trình đã khắc họa rõ nét bối cảnh lịch sử và chiến thắng lịch sử lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của quân và dân ta, đồng thời tri ân những đóng góp hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhiều thế hệ đồng chí, đồng bào yêu nước đã đóng góp máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Chương trình đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.